Tôi nông dân, tôi làm với cái tâm của mình là tôi nghĩ là mình làm cái sản phẩm mình ra, cái trái cây mình ra là phải bổ dưỡng đúng nghĩa của nó. Thì mình cảm thấy mình vui, mình cảm thấy cái tâm mình muốn làm gì mình cảm thấy mình vui. Nhưng mà cái niềm vui này á, người nông dân phải gồng hoài không biết đến bao giờ, tại vì cái gì cũng vậy, nó cũng phải có kết quả của nó. Thì người nông dân làm gáp thì được rồi đó. Nhưng mà cần phải có sự giúp sức của nhà nước. Thứ nhất là nhà nước, thứ hai là nhà doanh nghiệp. Rồi phải liên kết với nông dân. Để cái hàng gáp, hàng sạch nó phải có cái chỗ đứng trên thị trường. Chứ bây giờ ra thị trường, ra chợ thì hàng sạch với không sạch nó cá mè cùng một lứa, thì cái người làm gáp nó thiệt thòi lắm.